Xin chào mọi người đang xem rồi. Dạ quên tiêu tiên nha. Hôm nay Hai Dượng sẽ làm món lươn gạo ngổ đặc sản miền Tây nha mọi người. Đó, lươn và gạo ngổ đã có sẵn bây giờ bắt đầu nấu nha. Làm gì cầm xìa sấy hoài. Sấy chân tướng xì xong. Nó bò quá trời mọi người ơi. Đây là mấy con lươn đồng nè mọi người, lươn đồng chính hãng luôn nha. Mà nó hơi ốm ốm một xíu tại vì nó đồng mà thiếu ăn một xíu. Giờ mình còn đây là gạo ngổ tươi xanh như nồi canh luôn. Món lươn gạo ngổ này là coi như đặc sản miền Tây nha. Đây, lươn của mình đã làm sạch sẽ sắp ngay ngắn rồi nè mọi người, nhìn cũng đẹp mắt quá ha. Nhìn cũng rất là ra gì và này nọ. Lươn ngoé. Nhỏ nhỏ không à. Con này vậy là ngon chứ đâu có bự quá, cứ nhắc à. Phải lươn nuôi nên nó hơi nhỏ. Lươn đồng. Rồi đó, cái miền Tây đó. Bây giờ chị Tư đang dắt nước cốt dừa nha. Hai Dượng ngồi đằng kia lật rau để cho cộng nguyên sốt. Đây là lá cách sau vườn nè. Lá cách sau hè mới hái vô trời mưa nhiều á cho nên nó non nhất. Non. Dạo này ở miền Tây là một ngày là khoảng vài đám mưa. Mưa xong rồi nắng. Nắng xong rồi mưa. Mưa xong rồi nắng, xen kẽ gì đó. Bởi vậy bệnh quá trời. Bởi vì cỏ tao nói nghe mới mặn hả, bữa trước, bữa sau nó mọc nhanh như là người yêu cũ trở mặt vậy đó mọi người. Chưa chân nó trong chổm nữa. Mặn trước lần sau nó bò lên. Đúng rồi. Mặn ăn trước lần sau nó bò lên. Đó, bà tự có cho mình phi đó nha. Giờ mình cho vô vô. Quá. Sạch tế. Có màu nó đẹp. Bột nhẹ nhờ. Đảo lên. Tao vừa mất thử nó khắc nhanh cho chưa thấy rồi. Không còn con nào. Không còn ăn đâu. chưa đạt sở trường đó. Rồi, nước cốt vừa. Rồi, đổ nước cốt vô nha bà con. Mình phải ép nước chút còn hơn thì miếng nước nữa. Mình bỏ khoảng 2 muỗng đường đi. Nó thì hơi ngọt ngọt một chút. Hơi miếng muối rồi. Muối cục. Muối cục bỏ hết. Cho nó đậm lên, để lại nước. Cần nó. Để miếng nước vô nữa. Đó. Rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ hơi khoảng 20 phút cho mọi người. 20 phút sau bắt đầu bỏ gạo vô. Bỏ gạo ngổ. Giờ mình bỏ gạo cắt vô nha. Dự sáu ơi, nhanh nhẹn quá. Bỏ vô chụp kịp quay đó. Bỏ cái muỗng này luôn rồi. Trời, bỏ cái muỗng vô luôn. Quá trời thơm à. Để cắt lên thơm. Đó, mâm lươn của mình đã xong, bây giờ mình rưới nước cốt lên nha mọi người. Nhưng mà trước khi rưới cốt thì Dượng Sáu sẽ bỏ ớt lên. Cho dài quá ớt hiểm lên. Bây giờ mình nguội trái đi, ăn cho đã. Đó rồi, rưới nước cốt lên. Này mới ngon nè, đó. Này là nước cốt nhất nha mọi người. Nước cốt mì thì nãy mình rưới vô trong cái nồi rồi. Quá chị ngon. Wow. Sực sực. Món này thì mình sẽ chấm kèm nước chấm này và mình ăn kèm với bún nha. Rồi chạy đi. Rồi mời mọi người ăn lươn. Chào mọi người. Gạo ngổ với cái lá cách cùng cả nhà có thiên nha. Và Hai Dượng ăn nhiều vô nha. Ăn nhiều đi chị Tư. Món này ngon chắc ăn nhiều lắm. Món này ngon. Bén nha. Bén. Thật sự là bén luôn nè. Nhưng mà riêng Dượng nói là không có lấy cái giá à. Lấy gì trong bún. Hết chảy bà bảy luôn Tư ơi. Ngon béo ngọt. Béo mà nó ngon lắm mọi người. Chấm với muối ớt chanh. Muối ớt chanh một cái nữa. Có vị cay cay ha. Mặn mặn. Miếng gạo. Ăn cái này xong chiều nay hàm răng tôi nó vàng nghéo rồi.
Lương hâm là phải có nghệ chứ. Ăn cái tỉnh ngủ luôn bà con à. Đang buồn ngủ ăn cái tỉnh ngủ. Ăn cái tôi khỏe lên liền trời. Ăn luôn này bỏ mấy mọi người. Thuốc tìm cho là gì thuốc luôn á. Rồi ớt cái ngọt. Ớt biết rồi. Ngon ngộ với cách là gì thuốc nha. Sao chị Tư? Sao chị Tư? Cảm thấy ngon không chị Tư? Ngon. Chưa thao qua con. Thiệt lòng nha. Chưa thao đẩy đây bỏ xương vô. Chơi chị em có gì nói mấy nghe mấy em là em làm cho ngon hơn nữa chứ lẽ thôi mấy em biết mốt em làm vậy hoài luôn á. Ừ. Có gì nói với em đang mốt chị tự nấu chị ăn chứ nấu cho ăn mà còn chưa chơi. Chơi nhìn đăng luôn. Không phải chơi mà tại mình góp ý thôi. Ừ. Chứ không có chơi góp ý. Ừ. Giờ nói đi sao? Ngon, cái này ngon. Ăn được. Nó thương ngon chị đó. Nấu không? Ngon. Nấu nó không ngon, Út ai nấu cho anh? Món là đầu tiên Dưỡng Sáu ăn nhiều vô, Dưỡng Út ăn ít lại. Thôi à? Tại Dưỡng Út mập thì Dưỡng Sáu với Tiên hơi ốm, ăn nhiều vô. Nó ăn không mập đâu, ăn bổ rồi chứ không. Lương này nói chung ăn rất bổ rồi mọi người. Đừng đầm. Đừng đầm rồi, ăn bỏ. Trời ơi, xương á, bén ngót luôn. Lương á là mua lương vừa thế lương bự quá trời không ngon. Cái này, cái này cái này ừ. Không có lương mới ngon. Lương bự quá cứ rất hàng. Bự quá rất là lạc nhất à. Tăng cái đầu, tăng cái mình cho mày ăn cái đầu nhất rồi. Rồi. Chị chơi khôn quá vậy. Chị chơi khôn thiệt quá. Nhưng mà em nói thiệt nha, ăn con lương mà chị ăn khúc đuôi nó ngon hơn khúc đầu. Ừ. Nó mềm nó ngọt. Ăn lương ăn cái đầu được hai gò má không? Lương này ăn bổ nè mọi người. Hồi xưa mấy ông già xưa nói một ký tép là chỉ đổi được cái mép lương thôi. Ăn lương mép lương ngày xưa bự lắm, lương bự lắm. Rồi nó béo giả mà người ta dặn đó. Mấy lương bự cái đầu nó ngon rồi, lắm với bộ, béo lắm bộ. Cười 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 Đừng sạc chị Tư ơi. Mày đãi chị Tư ăn, mày nói chị ăn hết được lần cơ. Sạc được chứ nha. Chị tép đổi được cái mép một lần. Hay quá ha. Ngồi nghỉ ăn đi. Trời ơi, thêm bốn mọi người ơi. Nó bông bông quá. Đừng nói nữa, nói nó hồi cho tôi ăn không được. Tôi hạch chân bún gọi. Lá cách này á, nó nhẵn nhẵn mà ngon lắm mọi người. Đặc trưng mùi thơm, ngửi mùi cái thơm là lá cách. Ngửi cái là thèm lá nhạt đó lộn. Ngửi cái là cái đó mày hay nó nữa. Hỡi ăn lá cách à, hỡi thèm lá nhào. Hỡi lộn. Bữa nay bị gì á? Ăn lá này mà thơm tới lá kia rồi nó ác. Cho luôn rồi đó. Ngửi ra một nhớ cái nhớ ngửi cái mùi lá cách này tự nhiên thèm ớt với xả với lương, ý là nó như vậy chết bà nội tôi. Sặc ớt luôn. Ly của con, ly của con đậu. Dạ rồi. Vô. Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại mọi người. Ăn vô mọi người ăn ngon lắm mọi người. Lương này nó có chất kích thích gì gây cười không mà sao ăn một miếng lương mà cười một buổi. Ăn này nhiều chất đạm lắm mà. Nó là nhiều chất bổ. Lương đồng này miền Tây mình hay bắt nấu cháo mấy đứa nhỏ ăn mọi người. Ừ. Mấy đứa bị còi xương á. Phải không ta? Biết không nghe, mình không biết nghe lắm. Cái con lương này là mình làm gì cũng ngon hết. Món nào cũng ngon. Tại đó nó cái thịt nó ra ngon. Mà cái này là vừa với bự ăn tí thôi chứ đừng bự quá. Bự quá mà nhỏ quá cũng không ngon, bự quá cũng không ngon. Chỉ mấy đứa mà nó ăn dặm đồ gan nó còn nhỏ nhỏ nhỏ. Mà lương này chiên giòn cũng ngon. Chiên giòn làm chén nước mắm ăn cũng ba chén. Làm nóng nè, chẹp thịt nó cương rồi. Chiên giòn làm rau mắm gì cũng ngon hết, nói chung là nó ngon.
Đổ chua cay cũng ngon. Nói làm chua cay mà ôm về thì người ta ăn hay ngán ngán vụ mà nó cốt nhiều quá. Ừ. Cốt mà nhiều thì mình ăn mau ngán. Mau ngán hơn, nhưng mà phải nói vậy mới ngon. Ôm này phải có nước cốt. Chở đồ đũa gấp nha, để gấp nha, đầu kia vô vàng bún. Vàng bún hết. Để gấp chặt. Hả? Ừ. À, hết bún rồi gấp chặt. Gào. Để có ăn luôn thì miếng mình cho gào lên đi. Để hơi gào nhốt dưới nào này cũng có. Ừ, không nhờ kiếm ra. Gào, đó, để. Lá, lá cách. Lá cách, gông ổ rồi. Này là ăn, này là không phải là được ngon, cũng là gao một phần nữa. Không có gao đâu có ngon đâu. Cái này dùng giá mua mấy ký sao? À, 2 ký. 2 ký nhiêu sao? 2 ký 320. Nhưng mà lương 6 mua lương này lương lương dừa thôi chứ lương bự thì nó ký tới 200. Mà lương bự không thích. Không ngon. Không ngon. Mình tùy theo cái khẩu liệu để mình chế biến. Dừa mình ôm là mua lương gì dừa là cái, không phải là lương bự là ngon mà lương nhỏ, đôi khi lương nhỏ cũng là ngon. Ủa gì là tính ra là lương mắc hơn ớt ha? Mắc, mắc hơn nhiều lắm. Mắc nhiều mà. Phải dừa. Con ớt tự nhiên á, thì cũng có 100 ngàn. Nếu mà vô thời điểm 120 là ớt bự ngang, còn lương thì 200 mấy, nếu mà đúng chuẩn lương nhất đó nó là 200 mấy. Con chuột 220. Chuột thì quay. Bây giờ thời điểm khoảng 50 đến 70 và nó dao động cỡ đó thôi chứ nó cũng không có mắc quá. Thời điểm này thì cỡ 50.000 ký. Lương giờ nếu mà lương nhất thì ký 200 ngàn cũng đâu mắc đâu. Giờ. Tại vì mình ở đây thì đang vô thời điểm lương lương đồng. Mà lương đồng nữa. Lương đồng nó ký 200 ngàn không mắc. Lương nuôi chắc rẻ hơn ha. Lương nuôi thì trong ngoài ngàn. 800 ba gì đó là lương nhất á, mấy con bạn con nó còn nửa ký luôn á. Lương bự bự thì nó tính từ 200 gram là lương nhất rồi, nhưng mà thường thường lương 200 gram lương nuôi người ta không đâu có bán đâu. Tại vì nó không có đầu con. Thật sự là không có gì luôn. Như này nó dạ. Bún rồi thì đúng rồi. Chờ chở đậu. Trời ơi, từ ngày chị Tư nói lắm mà sao nay lên chị Ngành không nói cho nghe chị. Một chén bún mình là rồi xong buổi chiều nay luôn. Chan miếng nước này vô, đặc sản miền Tây mình luôn nè. Cái nhà lá dừa. Nước à. Chan này vô này đi, ngon lắm. Ai mà vậy chị Tư? Ai mà gầy mà ăn như tôi là mau mập lắm, có thiệt luôn. Tại chứ tao ăn được làm sao mà dễ mập. Trang miếng nước cốt mới ra cho mau bú chút nữa. Mời lặn lặn luôn chứ không biết sao có gì. Trang đi. Tiền. Nhốt thích ăn béo không? Nhốt phải. Mình là ấu thì là cái chân và chắc béo là rất là khoái, nhưng mà hạn chế cơ dẫn thêm. Nhốt thích ăn béo không? Béo, không những sao đâu phải béo không đâu. Nói mọi người ha, Tiên dù sao ốm nhách mà không phải ăn béo. Tiên là cực kỳ không thích ăn đồ ngọt chứ đồ béo nha. Ăn thì được mà nhưng mà cũng không mê luôn. Con là không ăn luôn á. Con không thích ăn đồ ngọt. Còn mình không ăn mỡ là mình thèm á. Thật sự luôn á. Con lo thời gian nữa nha. Nguyên muốn à. Còn mỡ là Tiên ăn không được nha. Tiên nhai cục mỡ là ốc cục nó nổi cục là trời ơi trời, không bao giờ mà nuốt được cục mỡ. Bỏ vô miệng là ốc ác nổi cục. Còn mặn gì mà thịt không ăn chứ nhát khó ăn chứ. Chị Tư. Chị Tư ơi. Chị Tư. Chấm vô. Chấm vô. Chấm nước chanh. Nước chanh vô. Đỡ ngán. Đúng rồi, cái này là đúng rồi bài luôn rồi đó. Món này là ăn phải này này là ngon rồi. Thứ gì này. Mình món lương ôm mình với món gì mà lương Nghệ An á Tiên. Nó so sánh là cũng như là súp lương. Ừ. Súp lương nghe. Súp lương nghe. Là nấu kiểu sao ta? Súp lương ăn kiểu không? Cây. Nó như lẩu chua vậy. À. Không mà nó mới chua vậy. Mà cảm giác ăn bơm mà quên mất. Tưởng thớt chua mà
kiểu cây cây có rau thơm, rau ngò gai được chấm. Nó dặn cho nó súp. Nó súp nhưng mà nó như lương ngâm mình nó có đặc sản riêng biệt. Nó riêng. Cái gia vị mình không có rồi đây đây là. Đặc sản nghe là lương mà. Súp lương. Như khô lương nhanh nha để trời mưa gầm vậy đó. Mà lương ngoài ra thấy nó làm không bự không không? Hình như là nhỏ. Có khi con lươn bự người ta không thích, người ta mới thích con lươn vừa vừa vậy người ta không bán. Có lươn bự không nữa mà bữa hôm ăn súp lươn là thấy lươn cũng nhỏ. Có chứ mà có khi nhà con lươn bự là nó cứng cho nên nó không ngon. Nó vừa vừa. Chắc đặc sản của người ta là người ta ăn cái lươn nhỏ. Chứ lươn bự bây giờ thì nhà hàng bán thì chắc cũng mua lươn nuôi. Chứ lươn đồng đâu mà có nhiều đấy. Chỉ có đặt miền Tây mình là lươn đồng nhiều thôi. Đồng bằng sông Cửu Long mình là nói chung là miền sông nước. Cũng hơi ít hơn mùa đồng thì nói chung là ít. Bây giờ tài nguyên nói chung là dân số mình nó đông đó chứ không phải gì, chứ khai thác đến kiệt quệ chứ không phải là biết giờ Trung Quốc nó làm mấy cái đập thủy điện ở trên sông Mekong á chắc vậy cho nên là cá rồi nước ít lũ về hơn ít về nước lũ về ít nhưng mà dân số mình đông cái nguồn cung nó số lượng nó rất là lớn. Cái nguồn sinh sản nó không đủ. À, mà lươn này ngon thiệt chứ. Đúng là con lươn thiệt. Yeah. Nó không sai luôn á. Nó là biến cải luôn. Nó là không có cải được. Đúng là con lươn đồng luôn á. Ăn lươn mà nó đúng là con lươn. Không là con gì em nội. Lương mà phải nói gan nhìn lịch vậy đó. Ta cãi liền à. Con lịch là con nó ăn được không ta? Ngon đó. Con lịch nó cứng hơn. Con lịch nó cứng. Con mà con gì mà giống con lươn mà ăn ngộ độc ta? Con bản hả ngoại? Con bản. Gì giống lươn ăn ngộ độc đâu. Đó cái gì đó. Nó được rồi, đọc chuyện là con rắn rắn gì á, đương gan rắn nữa, nó cắn chết không phải lần lươn. Nhưng lươn nó đầu nhớ là để trong báo á. Mà mình không gần. Đọc chuyện gì mà cái con gì mà giống con lươn mà ăn như chết đó ta. Con lịch thì nó cũng như con lươn mà con lịch nó cắn rõ chứ. Đó. Nó cũng như đó. Ăn được hả? Lợt nó mà nó hơi cứng. Con lịch nước mặn, nước ngọt cũng có nhưng mà nó ở nói chung là nó ở dưới sông. Nó hít bằng sông thế. Nhiều lắm á. Nhiều. Dùng biển nhiều. Vuông đồ á. Nhưng mà nó dùng ra nó không bằng lươn. Không bằng lươn. Chứ mình không có phải không? Có chứ. Dùng cầu đỏ bên kia có. Sao không thấy ta? Nó bán cũng rẻ hơn lươn mình á. Cũng nó bằng giá lương mình cũng chẳng giống lương không? Một xíu à. Bằng à. Tay Úc. Có con bự á. Nhưng mà nó ăn thịt nó dở hơn lương. Cứ gian lương vậy nè. Nhưng mà con lương á là cái đuôi nhỏ. Con lịch cái đuôi nó dẹp. Lịch nó đuôi dẹp đó à? Nhưng mà con lịch đó chỉ có kho sả nghệ hay xào sả nghệ là ngon thôi. Chứ làm như hay làm này kia nó không ngon. Cái bún thì nhất. Hả? Ăn lương ngon hơn bún. Không rồi. Rồi ngang không nói câu nào luôn trời. À, nãy vô thì sao mà vô đầu Dương Út làm cái quá mạng mà. Cười hết hơi luôn. Hết hơi. Hết tiếng nói luôn. Đã nói. Rồi, hôm nay cảm ơn mọi người đã xem video của Tiên nha. Đăng ký nhấn chuông lên và comment ủng hộ cho kênh Nhiều Anh TV và trang Facebook Phạm Thị Kiều Tiên. Tạm biệt mọi người. Tạm biệt mọi người. Bye bye.